Và ngay bây giờ hãy cùng nhau chào đón cặp huấn luyện viên đầu tiên sẽ được giới thiệu, Hòa Minzy và Huynh Lập. Wow, rất sang trọng và ngọt ngào. Xin mời cặp đôi huấn luyện viên Huynh Lập và Hòa Minzy về vị trí của mình ạ. Tèn 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 Kính thưa quan viên hai họ, ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến một cặp đôi trẻ đầy tài năng và quyền lực tại ghế nóng của họ, đó chính là Hòa Minzy và Huynh Lập. Và bây giờ đối lập lại với cái cặp ngọt ngào này sẽ là một cặp đôi mang một cái màu sắc hơi huyền bí một tí xíu, sẽ được giới thiệu Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Wow, rất sang trọng và lịch lãm. Xin mời hai bạn trở về vị trí của mình. Dạ, mình đi luôn. Ông dạ. Nói hả? Ông dạ, nói, nói gì? Ông nói gì? Đi luôn. Ông cho nói gì vậy? Và bây giờ còn cặp đôi cuối cùng nữa, còn chần chờ gì nữa mà không dành một tràng hổ tay cho họ, đó chính là ca sĩ Thanh Duy và Khả Như. Hey. Trời ơi, về luôn, về chỗ luôn. Ông có nói gì hết? Ủa sao ông cho nói gì trơn vậy trời? Về đây mới được thì nói. Thì bây giờ về chỗ mới được nói nè. Ủa? Trời ơi. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.